các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Xin kính chào các quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh ô tô giá rẻ. Giá xe Hyundai Creta tiếp tục giảm mạnh trong tháng 9 để quyết đấu với Kia Seltos. Do nguồn cung hiện nay đã dần dần phục hồi, Hyundai Creta đang đường các đại lý giảm giá mạnh nhằm cạnh tranh với Kia Seltos. Theo ghi nhận trong tháng 9 năm 2022, Hyundai Creta tiếp tục được các đại lý giảm giá tới 20 triệu đồng, chưa kể phụ kiện tặng kèm sau ưu đãi, giá xe Creta bản tiêu chuẩn giảm còn có 610 triệu đồng, bản cao cấp còn 710 triệu đồng, riêng bản Creta đặc biệt thì được tặng kèm phụ kiện. Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết do nguồn cung được phục hồi, lượng xe Hyundai Creta về đại lý đã ổn định nên giá bán của mẫu SUV cỡ B này đã trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Cũng vậy mà trong tháng 8 vừa qua đã có tới 1.400 xe Creta được bán ra thị trường Mức doanh số ấn tượng đã giúp cho mẫu SUV đô thị của Hyundai vượt qua cả Kia Seltos để dẫn đầu phân khúc. Được mệnh danh là tiểu Túc Sơn nhờ những đường nét thiết kế lấy cảm hứng từ người anh em SUV Hyundai Creta 2022 cũng sở hữu mặt ca lăng ấn tượng với lưới tản nhiệt không viền nối tích hợp với giải đèn LED định vị ban ngày theo ngôn ngữ thiết kế hình học Parametric Hidden Lights. Phía bên trong nội thất Hyundai Creta 2022 sở hữu toàn bộ ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, có sưởi làm mát ghế trước, vô lăng thiết kế 4 chấu mới, điều chỉnh cao thấp 4 hướng. Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình trung tâm giải trí 10,25 inch, tương thích Apple CarPlay, Android Auto, màn hình đồng hồ kỹ thuật số, sau vô lăng, hệ thống âm thanh 8 loa Bose cao cấp, ampli rời, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động auto hold. Đặc biệt, Creta 2022 sở hữu hệ thống Smart Sense vốn chỉ ở các mẫu xe đàn anh như Santa Fe hay là Tucson. Như vậy, Creta đã trở thành mẫu SUV cỡ B đầu tiên được trang bị gói an toàn chủ động. Dưới nắp capo, Hyundai Creta là động cơ Smart Stream 1.5 hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng phút và mô men xoắn 144 Nm tại 4.500 vòng phút kết hợp với hộp số tự động vô cấp thông minh IVT và hệ dẫn động cầu trước. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái like xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành